Giờ thì em sẽ làm các phần mặt cho bạn Thu trước. Em sẽ tái tạo da trên mặt bạn Thu. Thì ở đây thì em sẽ dùng mỹ phẩm bên em, còn nếu mà mình ở nhà thì mình sẽ dùng một cái lòng trắng trứng gà, 4-5 giọt nước cốt chanh. Mình sẽ tán đều ra, mình sẽ đắp lên mặt cỡ chừng 5-7 phút. Mình sẽ làm cái quy trình đó thì nước da mình sẽ sáng hơn và những cái tuyến nhờn thì nó sẽ sạch hơn. Một khuôn mặt của mình á, thì mình sẽ dùng một cái lòng trắng trứng gà và mình sẽ khuấy đều cho nó hòa tan với nước cốt chanh mình sẽ xức lên mặt mình. Nếu mà mình xức lên thì mình sẽ đi những động tác xoay tròn. Chỗ nào mà mình thấy da mà mình sừng hơn, bong tróc nhiều hơn thì mình sẽ ma sát chỗ đó nhiều hơn. Ngoài cái mặt nạ mà chị nói là làm mặt nạ bằng lòng trắng này, thì ngoài ra mình có thể sử dụng thêm những cái vật liệu nào khác không? Nếu mà mình ở thông thường mình thì mình có thể sử dụng dưa leo. Dưa leo mình sẽ bào mỏng, mình đắp lên mặt mình để khoảng 15-20 phút, nó sẽ cũng lấy đi lớp da chết trên mặt mình. Một tuần mình có thể làm 2 lần. Sau khi mình tẩy da chết xong ở nhà thì mình sẽ rửa sạch lại bằng nước ấm anh chị ha. Còn trong em thì em sẽ lau lại bằng nước nóng. Thế sao mình không dùng nước lạnh? Mình dùng nước ấm thì nó sẽ sạch sâu hơn trong da mình chị. Sau khi mình lau khăn nóng tại nhà thì da mặt mình lúc này sẽ thông thoáng hơn. Lớp da chết trên da mình sẽ nó sẽ lấy đi rồi, cho nên cái da mình nó sẽ mịn màng hơn. Và sau đây mình sẽ tẩy da chết trên những vùng đặc biệt trên cơ thể mình. Tẩy da chết thì mình làm những vùng da như sần sùi hơn trên da mặt, mình sẽ dùng cái tái tạo da mạnh hơn. Mình sẽ làm từ 10 đến 15 phút. Còn nếu mà mình ở nhà thì mình có thể sử dụng muối và dầu ô liu mình trộn vào, tạo hỗn hợp từ sợi mình khoan lên da mình. Thì trên cơ thể mình sử dụng muối là thích hợp nhất, tại vì muối nó lợn cợn nhiều hơn, nó sẽ lấy đi lớp tế bào da chết trên da mình hiệu quả hơn đó chị. Xoay cơ vòng tròn, mình thấy chỗ nào sần nhiều hơn thì mình sẽ ma sát chỗ đó nhiều hơn. Sau khi mình tẩy từ 15-20 phút, mình cũng sẽ lấy khăn nóng mình lau lại. Nếu mà mình tẩy toàn thân mình thì mình tẩy cỡ 10 phút thôi, vì những cái vùng da khác trên da mình nó mỏng hơn. Cái tái tạo da trên cơ thể một tuần á, Thu có thể tẩy 2 lần. Nhưng mà Thu nên nhớ là cái tái tạo da trên da mặt và cơ thể nó khác nhau, mình không nên sử dụng nhầm lẫn như vậy. Đối với kem dưỡng cũng vậy, kem dưỡng cơ thể mình cũng không được xúc lên mặt, vì nó sẽ làm bào mỏng da mặt mình đi. Thế nào, sau khi được tư vấn về cách tẩy tế bào chết, rồi lại được trực tiếp hướng dẫn cách tẩy tế bào chết trên khuôn mặt của mình, thì bây giờ em cảm thấy sao? Em thấy là da mình giống như là nó được, em thấy tươi tắn hẳn lên mà thấy nó mỏng ra. Cảm thấy là được mịn ra mà da bớt sần sùi một chút. Thì em cảm thấy bớt lo lắng rồi, thì khi nào mà về nhà em sẽ thực hành theo như là chị Kim Kim chỉ dẫn. À, những mặt nạ như là lòng trắng này hay là dưa leo rất là dễ tìm đúng không em? Dạ. Hoặc là muối biển hay là muối ăn chẳng hạn, sử dụng cái dầu ô liu thì chị nghĩ là rất là dễ để thực hiện ở nhà. Và các bạn nhớ đấy, như vậy là chúng ta tẩy tế bào chết thì sẽ làm cho da của chúng ta mướt hơn và mịn hơn. Thế nhưng nếu như mà chúng ta làm nhiều lần quá trong một tháng hoặc một tuần thì chắc chắn là nó sẽ có tác dụng ngược lại. Và chúc cho các bạn sẽ luôn luôn có một làn da mềm mướt và luôn luôn xinh đẹp và rạng rỡ nhé. Hy vọng rằng với những cái bí quyết nho nhỏ mà chuyên gia đã chia sẻ với chúng ta thì tất cả quý vị chị em phụ nữ chúng ta sẽ tự hào hơn với làn da trắng nõn nà mịn màng của mình.